Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là bộ chế xe ATV 4 bánh này, xe điện các bạn nhé. Bộ này thì trang bị công suất động cơ là 750W, có giảm tốc. Hàng này là hàng của Unimotor các bạn nhé. Cái động cơ Unimotor này thì các bạn lưu ý là nó công suất nó rất là khỏe, 750, dòng là dòng 21A các bạn nhé. Khi mua động cơ ấy, thì các bác lưu ý cho em đây này, hàng này của thương hiệu này, bao giờ nó có biểu tượng dập lỗi của cái thương hiệu Uni là hình tam giác này, tam giác quả núi này, 750W. Đấy, con này nó nặng khoảng 7,5 cân, 8,5 cân gì đó. Con này nhiều nơi nó in tem 1000W đấy, thì các bác lưu ý mua hàng thì tránh mua phải công suất. Nếu mà mình nói công suất không đúng thì không đúng đâu, mà công suất nó vẫn đúng, nhưng các bác lưu ý là cái dòng nó nhỏ thì moment xoắn nó nhỏ. Moment xoắn chính là lực xoắn đấy các bác nhé. Đấy, cho nên khi mua động cơ mà ta chỉ quan tâm đến công suất là không chuẩn đâu. Nhiều khi công suất ngang nhau nhưng có những con to gấp đôi luôn. Đấy, nó chính là liên quan đến moment xoắn. Đấy là thông qua về cái động cơ thì sẽ trang bị điều khiển chân ga, tay đảo chiều, đồng hồ. Đấy là toàn bộ phần điện và cục sạc 48V 20A. Phần cơ thì sẽ bao gồm một trục ATV, trục sau không vi sai 1m. Đấy. Cái này các bác có thể thay thế sang một cái trục khác, trục vi sai chẳng hạn, thì cái đấy tùy khách hàng. Còn đây bộ này là mình bán nguyên bản như thế. Đằng trước là càng A, vô lăng, thước lái. Đây, thước lái này, thước lái xịn các bác nhé. Thước lái xịn này nó đắt hơn thước lái thường 200.000 đấy. Loại này là vỏ kim loại. Thước lái này là thước lái vỏ kim loại các bác nhé. Đấy, nó khác hẳn với cái thước lái vỏ nhựa, nó rất là rẻ và đánh lái ít. Thằng này đánh lái nhiều hơn và nó là vỏ kim loại, nó bền hơn, cứng cáp hơn rất là nhiều, dễ bắt hơn, nó có ốc bắt luôn này. Cái loại vỏ nhựa nó chỉ có cái miếng sắt nó kẹp vào đây này, mà nó rất là ọp ẹp, nó chỉ phù hợp cho các bạn làm chơi bời thôi. Còn loại này là loại bánh này. Bánh này là bánh bản rộng 14, đường kính 32 nhé. Thông số của nó là 13 x 6.5 trừ 6 này. Loại này thì nó có một loại bản 12. Và đường kính 30 thì nó rẻ hơn một bộ, nó khoảng 300 tầm đó. Một bộ nó rẻ hơn khá là nhiều đấy. Thì tùy các anh muốn giảm giá đi thì có thể mua loại bánh bé hơn. Các bạn cũng có thể làm đường kính bánh khoảng 40 cũng được. Nó cũng có một loại bánh đường kính 40 mà giá thành nó chỉ ngang bộ này thôi. Đây là cục phanh dầu này, chân phanh dầu này. Cơ bản thì bộ này rất là đầy đủ như hình này. Mọi chi tiết đặt hàng thì liên hệ số điện thoại là 0983 818 955, 0966 818 955, Zalo. Nếu như không gọi được điện thoại thì các bạn có thể để lại tin nhắn hoặc tin nhắn trong Zalo nhé. Không phải là tất cả lúc nào bên em cũng có thể nghe điện thoại được 100% toàn thời gian đâu. Có những lúc nghỉ ngơi thì các bác gọi vào thì bên em không nghe được máy, thì mong các bác cũng thông cảm. Và các bác để lại tin nhắn trên Zalo, bên em sẽ có người trả lời trong giờ làm việc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.